Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Hiện tại anh em cây cảnh Đại Việt đang có mặt tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để hỗ trợ cho anh Trung xử lý một cái cây mai tàn. Cái cây này hoành 1 mét, cây này nó xù chảy, tay cành nó rất là sáng, cây đẹp, đường kính tàn nó khoảng 5 mét, chiều cao nó khoảng 4 mét. Thì cây mai này năm rồi nó cũng không có được tốt cho lắm, rồi năm nay nó bị cái tình trạng là cái lá nó không có dày, nó như thế này. Cái lá nó cũng to ha, nhưng anh em thấy nó không có dày. Thường thường là nó dạng như giống như là nó màu vàng lá, nó mỏng á, thì nó sẽ dễ bị là nó cháy cái viền lá. Đồng thời cây này cũng đang bị bệnh nhện đỏ nè. Thì trong quá trình xử lý á, anh em đã bấm tỉa lại tất cả các nhánh. Thì cái nguyên tắc là cắt cành là dự trù tính là từ khoảng 30 ngày cho đến 40 ngày cái cây nó ra rễ, thì mình sẽ cắt tỉa cho các cái nhánh nó có kích thước nó tương ứng để đúng cái thời gian nó ra, để mình kích rễ cây nó ra nó mạnh. Thì cái trường hợp cái nguyên nhân cái cây mai này nó bị nó không có tiếp được dinh dưỡng, nó yếu á, là cái rễ nó bị đóng cục. Đóng cục ở đây á là cái cây mai của mình á, thường á anh em thấy nó ra cái rễ cám á là nó sẽ trải dài ra, nó đan lại nè, nó thành một cái cục giống như cái miếng mà mình chùi nồi vậy đó. Đây, nó như thế này, em lấy cái kia lên cho anh em xem đó. Đó nó ra, nó dính như thế này nè, và khi anh em mà đụng tới nó rất là giòn, nó dễ bị gãi lắm, nó không có cái độ dẻo giống như là những cái cây mai bình thường của chúng ta. Cục này cũng như cục vàng vậy đó anh em, cũng nhà chẳng bị đều á. Thì những cái trường hợp mà nó bế bị là nó sẽ bị nhỏ như thế này nè. Đây, thì đây là cái trường hợp mà thỉnh thoảng lâu lâu cũng gặp, nhưng mà nó không nhiều. Và khi nó đóng cái rễ này á, khi quá trình mà chúng ta chăm sóc cây á, chúng ta tưới thuốc dưỡng rễ hay là phân bón phân, thì cây nó không có hấp thu được cái dinh dưỡng, nó dẫn dinh dưỡng lên trên cây. Cho nên nó là cái lá mai đầu tiên anh em thấy á, là nó sẽ nó to mà nó mỏng. Rồi nếu chúng ta không có xử lý, chúng ta để tiếp tục, thì những cái cơ lá sau hoặc là cái mùa sau á, thì nó sẽ chuyển qua cái lá nó nhỏ, thì lúc đó nó rất là nguy hiểm. Rồi đây cũng là một cái trường hợp cái mai nó bị giống như cái trường hợp mà mai tiếng vua đó. Nó có cái cục như thế này, thì nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại thuốc kích rễ ngoài thị trường mà nó không có đạt á, cái nồng độ nó quá nhiều, thì nó cũng sẽ dễ bị phù như thế. Cây này nó xù, nó chả nhìn, nó dốc, nó già cây. Thì những cây mai mà nó bị cái tình trạng này đó, thông thường thì nếu mà năm thứ nhất mà nó bị chúng ta không phát hiện để xử lý, thì qua năm thứ hai bắt đầu nó sẽ chuyển qua nó suy. Và nếu cộng thêm cái chất trồng mà nó ẩm ướt á nha, thì rễ bắt đầu nó đen, nó thúi, thì sẽ không có xử lý lại được nữa, mà đa phần những cây đó là nó sẽ chết. Còn những cái cây mai mà anh em mà phát hiện sớm, khi mà chúng ta khui ra như thế này nè, rễ nó còn khô,
nó trắng nó khô, nó không có bị đen á, thì chúng ta cơ hội xử lý thành công rất là cao. Thì cái cách xử lý như thế này, cái bệnh này á là nó sẽ bị lây, nó sẽ tái diễn lại nếu như chúng ta xử lý không triệt để. Thì cái bước thứ nhất là anh em phải buộc phải xử lý cái bộ rễ rồi, khui ra ha. Chúng ta loại bỏ hết tất cả những cái phần rễ đóng cục này và xử lý lại cái mặt cắt rễ của những cái phần mà rễ, ví dụ như là cái đầu rễ như thế này nè, chúng ta phải cắt ngang vô luôn đó, bỏ. Rồi cái quan trọng là anh em phải loại bỏ hoàn toàn cái chất trồng cũ ha. Thì ở đây anh em sử dụng cái lưới lót nè, để sau khi khui bầu xong rồi nó lấy hoàn toàn bộ cái này đi ra ngoài bỏ, và sử dụng chất trồng mới để kích lại cái cây này. Bên cạnh đó thì phải có cái thuốc vừa kích rễ mà cũng trị luôn cái bệnh này. Thì cái cảnh đây Việt đã sử dụng cái thuốc, thì tương lai thì có thể là đặt cái thuốc này là combo 11 để hỗ trợ cứu những cái cây yếu, và đặc biệt là những cái mai mà bị rễ đóng cục như thế này. Và có một cái điểm lưu ý, sau khi xử lý xong rồi thì cái quá trình mà chăm sóc cây, cứu cây cũng giống như những cái cây mà suy yếu, chế độ chăm sóc kích rễ thì thường khoảng tùy theo cái mùa. Thì thường thường ví dụ như mùa nắng hoặc là mùa mưa thì nó có sự thay đổi cái chu kỳ số ngày kích rễ, thường ví dụ như 8 ngày hoặc là 9 ngày. Mùa mưa thì khoảng tầm khoảng 8 ngày hoặc là 7 ngày ha, còn nếu mà mùa nắng thì 9 ngày thì kích rễ là tốt nhất. Đối với những cái cây mai mà cái nhỏ cái này ha, thì tầm khoảng 20 ngày đến 30 ngày là nó sẽ ra cái rễ cám. Và khoảng 2 tháng là anh em phải kiểm tra lại coi cái nó còn cái đóng cục hay không, hoặc là nó còn thì nó giảm được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta phải theo dõi chứ không phải là xử lý một lần rồi chúng ta bỏ luôn. Tại vì những cái cây mai này mình đã từng xử lý cũng nhiều cây rồi, thì nó cũng có tỷ lệ xác suất là nó cũng còn sót, nó bị lại, nó bị ít. Được rồi, đừng khui vô nữa, giữ cái phần ở trên. Khui ở ngoài đó. Rồi trong quá trình này, ví dụ như anh em thấy ha, những cái rễ này rễ cũ nè, nó không có ra rễ cám nè ha, thì chúng ta phải cắt lại cái mặt cắt mới để chúng ta đưa thuốc vào kích cho nó dễ ra rễ hơn. Còn anh em để nguyên vậy thì nó sẽ không ra đâu, rất là khó ra. Thì cái chất trồng mà để kích rễ cho cây mai tốt nhất là anh em nên sử dụng xơ dừa với cái chấu sống. Nếu mà có rễ rừa mục nữa thì càng tốt, còn không có thì sử dụng hai cái loại này. Nhưng mà đặc biệt là cái xơ dừa là anh em phải được xử lý ha, là chúng ta phải xả nước, loại bỏ cái nước chát nè, rồi dùng cái vôi ở đây mình có cái vôi sữa đó để ngâm cái xơ dừa, loại bỏ hai cái chất cực độc, chúng ta có một cái giá thể sạch để chúng ta kích rễ cái cây trong quá trình cứu cây, nâng cái tỷ lệ mà ra rễ cho nó càng cao. Đối với những cái cây mai mà nhiều tiền giá trị thì chúng ta nên kỹ lưỡng từng khâu, sai sót bất cứ một cái khâu nào cũng dẫn đến là không thành công. Từ cái khâu mà tưới nước nè ha, tưới thuốc kích rễ nè, phun nước mát nè, rồi cái chất trồng là như thế nào. Thì đối với cây mai này á, mình sẽ sử dụng ở đây do làm cái bồn là nuôi luôn, cho nên á là mình sẽ làm hai lớp. Cái lớp kích rễ trên bên trong á là như thế này, là mình sẽ sử dụng xơ dừa chấu sống. Còn cái phần ở ngoài đây á là mình sẽ kết hợp thêm cái đất nữa, trộn thêm đất bỏ xung quanh ở bên ngoài, để sau khi mà nó ra rễ rồi á, là nó ra ngoài nó gặp đất á, thì cây nó nuôi nó mới tốt, nó mới phát triển, thì nó mới nhanh lớn.
Và tất cả các cây nói chung là mình nuôi cái gì cũng vậy, cũng phải có đất. Mà quan trọng là cái đất mình vô như thế nào, chọn cái tỷ lệ như thế nào, nó phù hợp thì nó mới phát triển, cái cây nó mới nhanh lớn. Cây này do được nuôi trong bồn từ rất lâu rồi, nên anh em nhìn thấy cái bộ rễ nó gọn. Ngày xưa là cái phần rễ to nó cắt vô tới đây nè, ha. Rồi nó ra phần gan nữa là cái phần rễ nhỏ sau này, rồi đầu mới tới cái dàn rễ lông. Trong cây mai này thì cũng phát hiện kịp thời, chứ còn nếu mà để qua năm sau nữa là nó sẽ yếu nữa. Và đôi lúc nhiều khi cái bệnh này không phát hiện thì để lâu là nó không có hết, làm cái cây càng ngày càng suy. Thì trong cái quá trình cứu cây thì mình cũng đã gặp được chắc khoảng 5 cây là bị cái tình trạng này. Để cây nó mạnh thì anh em nên tỉa bỏ hết tất cả các nhánh nha, nghĩa là còn sót nè, ví dụ như mình làm như thế này nó còn sót mấy cái lá nè, những cái nhánh nhỏ nè, nên cắt bỏ hết luôn ha, để cho cái thời gian mà cây nó ra tược á cho nó đồng đều. Mà quan trọng nhất á là cây nó ra tược mà ở dưới bộ rễ á, là nó sẽ ra luôn á thì cây nó mới phát. Còn đa phần nhiều anh em là bấm tàn yếu quá, nó ra lá nhanh mà rễ nó chưa ra cây nó sẽ suy, tại vì nó không có được bơm dinh dưỡng lên. Thì những anh em yêu thích cây mai vàng, nếu như chúng ta gặp những cái trường hợp như thế này thì có thể liên hệ gọi trực tiếp cho mình. Để mình hỗ trợ cái thuốc cũng như là cái cách mà xử lý chăm sóc sao cho nó hiệu quả ha. Thì nói chung là thỉnh thoảng mới gặp thôi, chứ không có trường hợp này nó không có xảy ra thường xuyên. Nếu anh em nào mà chơi mai vàng lâu năm á là sẽ phát hiện ra nó có cái trường hợp này. Cuối cùng thì chị Cảnh Nguyễn cũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh em, lời chúc sức khỏe, thành công.